Và đợt 4 của chúng ta, lớp liên thông Đại học Đạo diễn Điện ảnh Cao 1. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời tân cử nhân Nguyễn Hoài Anh. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Hoài Anh. Một tràng vỗ tay cho tân cử nhân Nguyễn Hoài Anh ạ. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời tân cử nhân Lê Hải Âu. Xin chúc mừng tân cử nhân Lê Hải Âu. Chúng ta cùng mời tân cử nhân Bùi Bài. Xin được chúc mừng tân cử nhân Bùi Bài. Tiếp theo xin được mời tân cử nhân Võ Cư. Xin chúc mừng anh. Và chúng ta cùng mời tân cử nhân Đồng Thị Hiền. Xin được chúc mừng tân cử nhân Đồng Thị Hiền. Tiếp theo xin được mời tân cử nhân Lê Công Hòa. Xin được mời tân cử nhân Lý Diệp Linh. Xin được chúc mừng anh. Xin được trân trọng kính mời tân cử nhân Trần Hữu Nghĩa. Rất dễ thương, những khoảnh khắc rất dễ thương và rất xúc động trên sân khấu của chúng ta. Xin được chúc mừng tân cử nhân Trần Hữu Nghĩa. Tiếp theo xin được mời tân cử nhân Nguyễn Thị Bích Phượng. Chúng ta đang chứng kiến phần trao bằng với tân cử nhân Nguyễn Thị Bích Phượng. Xin được chúc mừng chị và cùng xin mời tân cử nhân Nguyễn Thu Phương. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thu Phương. Xin được trân trọng kính mời tân cử nhân Nguyễn Thị Thùy Quyên. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Thị Thùy Quyên và xin mời tân cử nhân Nguyễn Thu Thảo. Gương mặt thân quen đúng không? Xin chúc mừng chị Nguyễn Thu Thảo. Xin được trân trọng kính mời tân cử nhân Vũ Ngọc Thắng. Xin được chúc mừng anh và xin được mời tân cử nhân Đinh Đức Thiện.
Xin được chúc mừng tân cử nhân Đinh Đức Thiện và xin được mời tân cử nhân Đào Thi Thơ. Xin được chúc mừng tân cử nhân Đào Thi Thơ. Và xin được mời tân cử nhân Nguyễn Hữu Tiến. Xin được mời tân cử nhân Nguyễn Khắc Trung. Xin được chúc mừng các anh chị và xin được trân trọng mời thầy Vũ Ngọc Thanh sẽ cùng chụp một tấm ảnh lưu niệm với các anh chị tân cử nhân. Xin được mời giảng viên chủ nhiệm thầy Lê Hồ. Theo nguyện vọng của lớp, xin được trân trọng mời cô Yến Chi sẽ cùng lên chụp ảnh lưu niệm với lớp. Xin mời cô Yến Chi ạ. Và xin được mời thầy Công Ninh luôn ạ. Tại vì đây là nguyện vọng của lớp, xin được mời một tấm ảnh lưu niệm với các thầy cô. Xin được mời thầy và cô cùng lên chụp ảnh lưu niệm cùng với lớp ạ. Rồi, chúng ta hãy cùng cười tươi và nhìn vào ống kính ạ. Dành một tràng pháo tay một lần nữa và xin cảm ơn các anh chị, chúc mừng các anh chị. Cảm ơn các thầy cô và xin cảm ơn thầy Vũ Ngọc Thanh. Chúng ta đến với những đợt trao bằng rất là cảm xúc. Dĩ nhiên là có những người đã lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng cũng có những người lần đầu tiên lên sân khấu thì nhận bằng. Những lần trước thì có thể nhận bằng ở những nơi khác. Cho nên là không giấu được những cảm xúc hồi hộp và đôi khi có những phần hơi lúng túng khi bước lên. Và đó cũng là những cảm xúc của chúng ta, những khoảnh khắc rất đáng trân trọng của chúng ta.